Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Cổ Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, đôi mắt của thiên hoàng tử hiện ra vẻ ầm lãnh, sắc mặt sành mét, hai mắt bắn ra hai đạo hào quang khiến người ta sợ hãi. Người không phục thì cứ đứng ra đánh với ta một hồi. Hậu tử vẫn cường thế như cũ, nâng đại côn chỉ về phía trước. Được rồi, hãy dừng ở đây đi. Những kẻ vô cớ muốn giết thánh hoàng tử đã chết, cũng không nên kiến phòng bà càng bờ rộng nữa. Người cổ hỏa lần động lên tiếng, một ít đại tàu khác cũng phụ hỏa theo. Lúc này rất nhiều sinh linh cổ đều cầm như hến, đây thật đúng là thần đình rào chiến, bọn họ không dám xen vào, có thể còn liên quan tới sự đối đầu hay liên minh của mấy đại tộc nữa chứ. Âu tử vừa nói xong, dùng đại côn đánh chết hai người, bức tử ba người. Năm người bên cạnh thiên hoàng tử đều toàn bộ tử vong, khiến nhiều người khiếp sợ, cảm nhận được loại cường thế trước mắt này. Điều này đối với thiên hoàng tử mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái bàn tay. Nhất là khi ba người nổ bộc của mình bị người ta bức tử công khai, khiến cho hai nắm tay hắn siết chặt, hết mức có thể. Mọi người cũng không dám nghị luận, có không ít người trong lòng đều âm thầm hít sâu khí lạnh. Hôm nay tuy chỉ là giao phong của thiền hoàng tử và thánh hoàng tử, nhưng cũng để lộ ra đôi chút vấn đề của hoàng tộc. Hầu tử cũng không phải không nghe từ bỏ, mà rất là biết trường mực. Hắn hiểu được hôm nay gây chuyện thế này là đủ rồi. Nếu thêm nữa, chỉ sợ sẽ không tốt cho lắm. Một trường phong ba cứ vậy trôi qua, đa số tù sĩ liền đi vào trong giao trị mọi người không ai dám tới gần hai vị hoàng tử, sợ bị đối phương trút giận. Thánh thể nhân tộc đi cùng một chỗ với hầu tử, khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng không ai dám nhiều đời. Trước đây, hắn từng dám mắng thiên hoàng tử là trứng gà thối, bền nguyên cổ là dừa hấu thối, hôm nay đã thản nhiên tới đây, đúng là vô pháp vô thiên. Lần giao phong này, hậu tử đại thắng, thiên hoàng tử với sắc mặt sành mét, phải cho qua chuyện này. Trong lòng mọi người đều lo lắng, sau này phải đối diện hai bền như thế nào đây? Nghe nói từ chất của thiền hoàng tử đệ nhất cổ kim, tu luyện một năm bằng người các tu luyện trăm năm. Một khi thành công trảm đạo, khẳng định sẽ phát cuồng lên trả thù. Tổng nhân đấu chiến thánh viên như lồng phượng sửng lân, khi cường thịnh nhất cũng chỉ có năm ba người mà thôi, nhưng ai ai cũng đều nghịch thiên. Tổng nhân ít như vậy, nhưng vẫn được liệt vào hoàng tộc, thống ngự thiên hạ. Người cho rằng tư chất còn duy nhất của thánh hoàng sẽ là kém sao. Đại hội còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra, các tổng đều không ngừng tranh luận nhưng không ai dám to mồm điều gì đây là một thời đại đặc biệt huyết mạch cổ hoàng đều là thuần sư ngủ đông cũng có tới thời đại này mới thức tỉnh không chỉ riêng hai người còn có hoàng hư đạo hòa kỳ tử ai mạnh ai yếu khó có thể nói rõ những đó tuyết làn tỏa hương lay động cánh hoa đầy trời như tuyết rơi trắng xóa một mảnh đây là một mảnh rừng cổ mộc tất cả đều là cây tuyết làn cứng cáp mùi thơm ngào ngạt trên cảnh cây nở đầy những đó hoa trắng như tuyết diệp phàm hầu tử đoạn đức đang ngồi quay quanh nơi này, thoải mái trẻ chén rất ung dung tự tại. Sau đó không lâu, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy cũng tìm tới nơi, gia nhập cuộc vui. Hầu ca thật là ủy vũ đó, hầu ca thật là khí phách đó. Mấy người sớm đều cảm thấy vô cùng cầm hận, nhất là Lý Hắc Thủy, thống hận tiền hoàng tử thấu xương. Hắn từng bị đuổi giết sống không bằng chết, nếu năm đó không được hậu tử giải cứu, thì hắn đã sớm vòng mạng rồi. Hoàng tử điện hạ, khi bộ tộc Huỳnh cường thịnh thì cũng không hơn được 10 người chứ rốt cuộc làm sao sinh sôi duy trì được. Lệ Thiên rất quan tâm tới những đại sự trên trời, lúc này cũng tò mò tìm hiểu. Hầu tử không nói gì, nhưng cuối cùng cũng bình thản nói. Huyệt mạch chúng ta rất bá đạo, có thể cùng tộc khác thông hôn, còn cái sinh ra tuyệt đối là thánh viên. Đoạn đức cười tủm tỉm nói. Điện hạ, thanh sơn của tộc người ở nơi nào, lúc nào tiện mang chúng ta tới một chuyến, ta vẫn vô cùng kính ngưỡng đấu chiến thánh hoàng. Tinh tình của hầu tử vốn sảng khoái trùng thực, Nghe vậy thì vỗ vỗ đầu án của nói. Khi có cơ hội, sẽ mang người đi xem. Đoạn đức, người bớt thiếu đạo đức đi. Ta thấy người đang nhớ thường nghĩa tràng của bộ tộc đấu chiến thanh viên thì có. Diệp Phạm vội vàng ngăn cản hầu tử, khiến hắn kín miệng một chút. Người sao lại hoài nghi nhân phẩm của ta cơ chứ? Ta chỉ đơn giản là một khảo chứng phòng thái vô thượng của đấu chiến thánh hoàng một chút mà thôi. Về mặt của đoạn đức rất chính khí mà nói ra. Hầu tử nghe vậy thì sắc mặt không tốt nhưng cuối cùng vẫn nâng chén với đoạn đức rồi nói, sau này ta mang ngươi đi cổ quáng thái sơ, giúp ta làm sao để đi ra nhá. Không độc ác như vậy đó chứ. Đoạn đức vội vàng lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Ta, ta không có năng lực như vậy đâu. Mấy ngày nay các tổng có rất nhiều người tới, mỗi ngày đều nhiều lần có tiếng chuông vang lên, là những sinh linh thần phận hiền hách, đáng được mọi người ngành đón, mà nhân tộc vẫn như cũ, ngoại trừ man vương ra thì thủy trùng không có thêm một người nào đủ chấn trụ tên nhân xuất hiện. Một ngày này, bên ngoài giao trì lại xuất hiện náo động. Nguyên cổ xuất thân từ một tòa ma sơn trên nguyên thủy hồ xuất hiện, lại là một người có huyết mạch cổ hoàng. Không có gì bất ngờ, nguyên cổ và thiên hoàng tử đi cùng với nhau. Sau khi vào giao trì lại tụ tập, đối diện đám người Diệp phàm ở phía xa xa. Đây là nguyên cổ sao? Diệp phàm lạnh lùng nhìn hắn. Đây là một thanh niên cào lớn, rất cường tráng, tóc dài tới tận thắt lưng, da thịt màu cổ đồng, có mà vụ lượn lở quanh thân, tạo ra cảm giác vô cùng áp bách. Hai mắt của hắn thật đặc biệt, mắt trái ẩn chứa một vòng hắc nhật, mắt phải ẩn chứa một vòng huyết nguyệt, có vẻ vô cùng yêu dị. Người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng vào. Hắn lặng lặng đứng đời đó như một mà sơn bảo đen, thân thể có thể áp tháp phiến thiên địa này, khiến cho lòng người kinh hãi đảm chiến. Hắn vừa mới xuất hiện liền rằng co với đám người diệp phàm và hầu tử, lập tức gây ra một mảnh đại loạn. Có không ít tù sĩ chạy tới nơi này, ở xa xa quản chiến, thật sự là buồn cười. Đại hội vạn tộc cử hành, nhân tộc cũng chỉ có được một vị man vương mà thôi, không có thêm người nào đủ tư cách lên đài sao. Quyền cổ cười lạnh, trên mặt tràn ngập sự lạnh lùng, nói tiếp. Khi đại hội bắt đầu, tổ vương đích thần tới, ta xem nhân tộc các ngươi có ai có thể ngồi cùng bàn với chúng ta. Hơn nữa, không có kẻ nào đủ tư cách đâu. Có rất nhiều tu sĩ nhân tộc nơi này giận dữ mà không dám nói gì. Đây là một sự thật, tường đối mà nói, nhân tộc thật sự không có một cao thủ trấn áp được một vương, như vậy làm sao bằng bạn bằng bè? Người chính là quả dừa hấu thúi nguyên cổ kia sao? Không thành thánh nhân thì ngươi cũng phải chết thôi. Ta sớm đã muốn chém ngươi từ lâu rồi, giờ đừng có trốn, nhận lấy cái chết đi. Đoạn đức khiêu chiến, chỉ thẳng vào mặt của hắn, bộ dáng như xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Lệ Thiền, Lý Hắc Thủy đều biết hắn là hàng giả, lập tức trợn mắt há mồm. Tuy nhiên Diệp Phàm lại không ngăn cản gì, mặc hắn xuất đầu. Thân thể cao lớn của nguyên cổ vừa nghe vậy đã cười lạnh. Người đây là đang muốn chết sao? Người ấy chỉ là đổ dừa hấu thúi. Được rồi, trong bởi chiều ta sẽ giết người. Đoạn đừng cất tiếng khoác lác. Mọi người xung quanh không ai biết hắn là hàng giả. Tất cả đều kinh hãi. Nhìn bộ dáng của hắn bệ nghệ thiền hạ, duy ngã độc tôn, đều không thể biết được hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào. Đây là thánh thể nhân tộc. Đã sớm nghe thấy cái tên của hắn, thì ra là người này, hắn từng dẫn thiết kỵ màn tộc san băng cả vương gia của Bắc Nguyên, lại tuyên bố muốn tiêu diệt thần linh cốc, đánh chết tiền hoàng tử, nguyên cổ, thật sự rất cường thế đó. Rất nhiều tu sĩ các tộc nhìn thấy hắn, không đặt nguyên cổ vào trong mắt, bộ dáng thật là hoảng hốt. Một y tu sĩ nhân tộc lại hiện ra vẻ kinh dị trong mắt. Đoạn đừng vô cùng hăng hái, như là chỉ điểm giang sơn, quạt nguyên cổ một câu. Quả giờ hấu thúi kia, lăn đến đây đi, trong ba chiêu tả tất giết người. Diệp Phạm đúng là một tát cho đoạn đức một cái. Khẩu khí này thật đúng là quá lớn đi. Từ mười chiêu giảm xuống ba chiêu, càng lúc càng không thể tin nổi. Vừa nhìn đã biết Nguyên Cổ không phải là một kẻ dễ trêu. Không chừng còn đã tràm đạo. Như vậy thì ngược lại, trong ba chiều sẽ giết chết hắn. Người có một thứ nói đúng, chỉ trong ba chiều mà thôi, ta sẽ gạt bỏ cái gọi là thánh thể nhân tộc người đi. Nguyên Cổ chắp hai tay sau lưng, cả người lượn lờ ma vụ, như một ma thần muốn chấn vỡ ba ngàn thế giới. Rất nhiều tu sĩ lúc này đã tới đây, thấy người trao càng khiến cao ngạo hơn người trước, người sau lại càng cuồng vọng hơn người trước. Ai ai cũng hận, sao hai người không lập tức giao thủ đi? Một người là thánh thể nhân tộc, đại biểu một loại chiến thể vô địch, người còn lại là huyết mạch cổ hoàng vì chứng đạo mà sinh. Người đừng làm quá, nháo sự quá lớn thì không thu xếp được đâu. Diệp Phạm cất tiếng cảnh cáo đoạn đức. Không sao đâu, quy định thứ nhất ở đại hội giao trì này chính là không được đại chiến, gây hấn. Chỉ cần hắn ra tay, không chừng tiên đại lục kim tháp sẽ giết chết hắn đấy. Đoạn đực cật tiếng nói. Ở phía bên kia, thiên hoàng tử đã truyền âm báo cho nguyên cổ biết. Cẩn thận tây hoàng tháp, lúc này nếu ra tay chỉ sợ sẽ dẫn động đế uy. Thần sắc của nguyên cổ âm trầm nói. Thánh thể nhân tộc người dám ra ngoài giao tri đánh bộ trận với ta không? Thật sự là không có chút đảm phách nào cả. Ở trong này, ta cho người ba chiêu. Nếu còn cảm thấy không phải là đối thủ của ta, thì cút cho xa đi thả cho người một mạng, sau này thì cẩn thận đó. Đoạn đức ngạo thị phía trước, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng như vô địch. Sắc mặt của nguyên cổ càng lúc càng âm trầm, vòng hắc nhật trong mắt trái bừng lên, vòng huyết nguyệt trong mắt phải lặng lẽ lóe lên, hắn như một thần ma. Quá kiêu ngạo đi, thanh thể nhân tộc thật sự cường đại như vậy sao? Trong cơ thể nguyên cổ chảy xuôi cổ hoàng huyết, bởi vì thiên phú siêu tuyệt, tất cả nhân kiệt trong nguyên thủy hồ mới bị phòng ấn, sống tới kiếp này trời sinh để chứng đạo. Rất nhiều cổ tổng cũng thật sự già bất thường, cảm thấy Diệp Phàm quá cản trở, dù hắn có cường đại như thế nào đi chẳng nữa, cũng không thể nắm chắc ăn lực áp nguyên cổ. Trừ vị, trong giao trì cấm tranh đấu, bằng không Tây Hoàng Tháp sẽ tản mát đế uy, mong các vị hãy lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, một nữ tử yểu điệu thướt tha nhẹ nhàng đi tới. Đây là một nữ tử giống như là tinh linh, dáng người thon dài, bước chân uyển chuyển, Mai đầu như tơ lụa, da thịt trắng như tuyết. thánh nữ giao trì đi đến đây, dùng chân diện mà hiện thế, không hề dùng tiền vụ che giấu dùng nhan. Lúc này, nàng như tập trung linh tuệ của thiên địa. Một hồi giang co khẩn trường đã bị hóa giải vì nàng truyền tới một tin tức. Trước khi đại hội vạn tộc bắt đầu, các tổng có thể ngồi xuống đàm luận. Quyền cổ bình nguyên thủy hồ gọi đi, không cho hắn có cơ hội quyết đấu với thánh thể nhân tộc nữa. Mười mấy năm sau tái ngộ thánh nữ giao trị, dù không phải gặp mặt lần đầu, nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ, cảm thấy rất kinh diễm. Đây là một nữ nhân như Trần Tiền Lâm Trần. Thật sự là quốc sắc thiên hương, ta có thể sánh bằng y khinh vũ. Lệ Thiền kêu lên rồi đi tới, mở tiết phiến phẩy phẩy, tự giới thiệu mình, tự nhận là giáo chủ một giáo, muốn làm quen. Đoạn đức tràng nghiệm mà tiêu sái tiến lên, mỗi một trưởng đẩy Lệ Thiền ra, còn cẩn thận nhìn thanh nữ giao trì rồi nói. Kỳ thần có một câu mà 12 năm trương ta vẫn muốn nói, nhưng không thể nói, 12 năm sau ta muốn nói với nàng. Diệp Pham lập tức giận dữ bước lên, đưa tay bóp chặt cổ hắn, dùng thánh sắc trấn áp đoạn đức. Thành nữ giáo trì ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lưu chuyển, khiến cho thần châu thất sắc, tịnh thổ ảm đạm, nàng cười cười xoay người rời đi. Khốn kiếp, tên mập mạp khốn nạn, ta sẽ thu thập hắn. Diệp Pham nói ra, lễ thiên là người đầu tiên hưởng ứng, nhưng người khác cũng tiến lên ngay. Đạo gia ta cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, nếu muốn thì lần sau ta chú ý là được. Đoạn đức kiểu lớn. Không được, tuyệt đối không thể để trò tình khốn kiếp ngươi làm chủ thân thể của ta. Nếu không, ta dùng thôn tiền mà quán thu thập ngươi giờ. Diệp Phạm cất tiếng uy hiếp. Đoạn đức còn cứng đầu đòi Diệp Phạm phải giao mà quán ra trước. Trước không thể trả cho ngươi được. Hôm nay, nhân tộc không có thanh nhân nào xuất hiện. Đến lúc đó, hơn phần nửa phải cần khối thánh xác này xuất trướng nhiếp trường. Diệp Phạm cất tiếng nói. Khối thân thể này là thánh nhân hàng thật giá thật. Điều khuyết thiếu chính đạt thần tắc và pháp lực, nếu có người thử thì không phải là không lộ ra nếu là đặt thồn thiền ma quán vào trong thánh xác thì pháp lực người khác vọt tới cũng có thể hóa giải hoàn toàn, không ai có thể nhận ra được Cuối cùng ở một nơi không người Diệp Phạm xuất nửa nguyên thần quy về bản thể, không dám toàn bộ rót vào vì sợ giận phát thiền kiếp mà nửa nguyên thần khác vẫn tiếp tục ở trong thánh xác khi cần thiết dùng thân phận thánh nhân đăng trang Trước khi đại hội bắt đầu các tổng đã bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Bọn họ và bọn người Diệp Phàm đi tới một đại điện to lớn. Bên trong có khắc đạo văn không gian, số lượng cất chứa người cũng không thành vấn đề. Những sinh linh cổ cân gì đều có ở nơi này. Rất nhiều sinh linh có hình thù kỳ quái, rất ôn ao, không ngừng la hét. Nhân tộc chiếm cứ thổ địa rộng lớn, một tộc loại bé nhỏ lại thống trị khắp đại địa, phải trả lại đại thổ thôi. Trong đại điện, đủ loại thanh âm vang lên, không ngừng có sự khắc khẩu thậm chí rất nhiều đại tộc đang bắt đầu phân chia lãnh địa chia đều các nơi giáo chủ nhân tộc cũng đang tranh luận nhưng rõ ràng là vẫn không bị những chủ tộc cường đại kia đặt trong lòng gần như là bị không thèm nhìn đến ở thời thái cổ nhân tộc cũng chỉ ở một góc tự bảo vệ lấy mình cũng là một vấn đề thậm chí là thực phẩm trong miệng của các chủng tộc cường đại khác một vương tộc vô cùng cường thế ở trước mặt mọi người mà nói thì những lời quá phận như vậy cũng không hề sợ hãi không sai năm đó vạn tộc cùng tồn tại, chư vương tranh hùng, nhân tộc có khi còn tìm đại tộc che chở, tuy nhiên cũng chỉ là một tiểu tộc mà thôi. Hiện tại đã không phải là thái cổ rồi, ngày nay là thiên hạ của nhân tộc. Diệp phàm đi tới, trần thần ở phía trước, thánh sắc ở phía sau, tuy nhiên cũng không phát ra uy áp thánh nhân. Hừm, quả thật không phải là thái cổ, nhưng hôm nay các tộc chúng ta đều thức tỉnh, hết thảy không thể thế này được. Một sinh linh thái cổ lại lớn tuổi, liên tiếp cười lạnh rồi nói, nói là đại hội vạn tộc chuẩn bị ngồi xuống hòa đàm nhưng các tộc cường thế vô cùng căn bản không đặt nhân tộc vào trong mắt bộ dáng cao cao tại thượng xa rồi ở cuối thiên địa ở một ngọn núi nguy nga màu đen hôm nay từ nơi này truyền ra một loại khí tức không tầm thường trung vực đồng hoàng thánh nhai gần bắc vực đã bị tiền huyết của thánh thể đại thành nhuốm đen thành đỏ hôm nay thi thể này còn ở trong một cỗ quan tài cực lớn trên đỉnh núi lúc này ở trên thánh nhai hiện lên một cổ quyển màu vàng phát ra hào quang sáng lạng bày phấp phới rồi hạ xuống đây là một trường quyển rực rỡ như là được luyện chế từ hoàng kim là do vô thủy đại đế luyện thành từ xa xưa trấn phòng sườn núi này chừng mười mấy vạn năm giờ khác này nó rung chuyển kịch liệt muốn dựng lên bày đền trời cả ngọn núi lớn màu đen vì nó mà rung chuyển cuối cùng hào quang hừng hực hướng tiêu nó rốt cuộc mới hạ xuống thần thánh mà lạnh lẽo mạnh mẽ khiến người ta không thể nhìn thẳng, muốn quỳ xuống cúng bái. Trong giao trị, các tộc tranh chấp không ngừng, trao đổi phải phân chia tranh giới lãnh địa như thế nào, căn bản không đặt nhân tộc vào trong mắt. Từ khi Diệp Phàm tiến vào đại điện, đám người nguyên cổ ở xa xa đã chú ý tới hắn. Thiên hoàng tử đứng lên cười lạnh rồi nói, đại đế nhân tộc chưa có chết, trường lầm dưới tướng của vô thủy đại đế đã giết là tình linh tộc, xem ra trong đó đã có dối trá căn bản không thể tin được. Hắn ở lúc này nói ra những lời như vậy, không thể nghi ngờ là rất kinh nhân, lập tức khiến vạn chúng chú mục, ai cũng đưa mắt nhìn. Ta chỉ muốn nói một vị đại đế du cường đạo như thế nào, thì cũng không thể sống trên mười mấy vạn năm, trừ khi hắn đã thành tiên. Thiên hoàng tử, anh khí kinh người, dùng mạo gần như hoàn mỹ, sau lưng hiện lên chín đạo thần hoàng. Hắn như một thần linh, đôi mắt sâu sắc vô cùng, bệ nghệ tiền hạ, tiếp tục lên tiếng. Nhân tộc các người có thể luận chứng ra trên đời này vốn dĩ không có tiên. Phụ thần của ta lưu lại ấn ký, để ta có thể biết được một ít thiên cơ. Ta từng ngủ say ở cổ Hoàng Sơn vô tận năm tháng, có thể nói rõ cho các người biết rằng vô thủy đã sớm tọa hóa, phát sinh ở 8 vạn năm trước. Lúc ấy, tuy rằng là ngây thơ, linh trí chưa mở ra, nhưng lại hiểu rõ những gì xảy ra. Hắn trên trên đạo đài, loại khí tức kinh thiên động địa, áp tháp muôn đời, tuyệt đối là một vị đại đế đang vũ hóa thành trò. Nhưng lời này của thiên hoàng tử nói ra khiến rất nhiều người khiếp sợ vô cùng. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, ai cũng cảm thấy ngây dại. Nhân tộc, nội tâm của các ngươi sợ hãi, sử dụng thuật giảo quyệt. Thế nhưng, diệt một đại vương tộc thái cổ chúng ta muốn trấn trụ các tộc khác, đúng là xì tầm vọng tưởng. Thiên hoàng tử cười lạnh liên tục, vì ta đã biết rõ phù thủy đã chết. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều lạnh cả người, sau đó rất nhiều người thét lớn. Đúng là nói bậy. Năm đó người còn chưa xuất thế, có thể cảm ứng được sao? Phần bộ cha ngươi bị vô thủy đại đế chiếm cứ, người ghi hận trong lòng cho nên mới chửi bới ảnh dành vô tượng của hắn phải không? Vô thủy đại đế có thể sẽ chết, nhưng là chính hắn phái người giết chết thần linh cốc. Mà các tộc khác lại rất kích động, có người lớn tiếng hỏi, điện Hạ là thật thế sao? Vô thủy thật sự chết ở 8 vạn năm trước rồi sao? Cả cầu điện to lớn lập tức lầm vào đại đoạn rất nhiều sinh linh cổ cảm xúc dao động kịch liệt. Thiên hoàng tử gật đầu nói. Không sai, mỗi lời ta nói đều là sự thật, vì năm đó ta ở rất gần đạo đài đó, tự mình cảm ứng hết thảy. Những lời này vừa nói ra, sao trì hoàn toàn đại loạn, rất nhiều cổ tộc không kìm nổi phải thét giải sùng sướng. Mà nhân tộc lại bi thảm, vô cùng lo lắng. Đột nhiên bên ngoài giao trì hiện lên một mảnh xôn xao, sau đó rất nhanh ào vào, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Vô thủy, vô thủy đại đế còn sống. Có sinh đình cổ sợ hãi chạy vào, hồn hền nói ra một tin tức như sẽ đánh ngang tay. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả những hoàng tộc như huyết hoàng sơn, hòa lân động cũng không còn siêu nhiên được nữa. Ai ai đều đã biến sắc. Bên ngoài đã đại loạn, vô thủy đại đế thức tỉnh, phong thần bảng hắn luyện hóa xét qua đại địa bắc vực, chiếu rọi khắp hoàng kim vạn trượng. Như vậy, như vậy là hắn còn sống, hắn còn sống thật đấy. Một cuốn sách cổ đi ngang qua bắc vực, chiếu sáng đại địa, hào quang thông minh như là chiếu rọi cổ kim tương lai. Nó như dùng hoàng kim đúc thành, toàn thân rực rỡ sáng lạng đến lóa mắt. Nó hóa thành một đạo thánh quang vĩnh hằng từ trung vực mà đến, vượt qua bắc địa rộng lớn, tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hào quang chợt lóe, chính là 9.000 vạn dặm, cắt quà nhân thế. Đây là một loại thần tích, nó ngang qua 3.000 giới, liên tục xuyên qua 9 tầng trời, tạo ra thần tính bất thủ, trường tôn cùng thiên địa, trành sáng cùng với nhật nguyệt đây là ký tức của đại đế cổ trên đại địa bắc vực cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hoảng hốt không kìm đổi quỷ lại kinh thiền thần tích đây là thần linh đang hiền hóa có rất nhiều người run rẩy dập đầu chảy máu quỳ không dậy nổi vẻ mặt sợ hãi thần quang bất hủ xuyên qua bắc vực mua một quỹ tích đều như lạch trời cắt rách trời cao sáng lạng vô cùng như là tung hoành trên dưới tám phản dặm phong thần bảng có in dấu ấn của vô thủy đại đế như là biến thành một bàn tay màu vàng cứ vậy quét ngang trừ thiên kinh sợ khắp bắc vực thật là đáng sợ nhân tổng thật sự còn có đại đế còn sống sao trong một xảo huyệt cổ xưa một đám sinh linh cổ nhìn lên phía chân trời thần sắc lo sợ không yên tốc độ quá nhanh là khi cơ thần mình không gì sánh nổi chẳng lẽ trở lại thời đại thần thoại tiền sử sao trong một bộ tổng cổ khác cũng có một đám nhân vật cường đại sợ hãi thân bảng màu vàng này đạo quan ngàn vạn trọng ép trên chín tầng trời quỹ tích cực kỳ kinh người buông xuống điểm lành đầy trời như là đang nghịch chuyển trở về thái cổ. Phòng thần bảng, nó như một đạo ánh sáng phi tiên, trước sau chiếu sáng mỗi một tấc đất của bắc vực, giống như có một vũ hóa phi tiên cực kỳ kinh người. Những cấm địa như thần tạm lĩnh, nguyên thủy hồ đều bị chiếu rọi, có vô thượng đế uy ù ù đổ xuống, khiến những đại tộc từng có cổ hoàng chấn động. Xích một tiếng, sách cổ phần Phật xẹt qua, hỏa lần động, dừng đại ngắn ngủi, mênh mông cuồn cuộn hỗn độn khí phủ xuống khiến toàn bộ hoàng tộc cổ xưa nhất này sợ hãi. 13 cổ động đều lao ra thần quang bảng bạc. Đây là, thật sự là một vị đại đế nhân tộc đang hiển hóa sao? Khi sách cổ màu vàng đi xa, thái cổ hoàng tộc hỏa lần động này sắc mặt ngừng trọng. Tất cả đều nhìn phía chân trời xa xa. Vô thủy muốn luyện trấn tiên bảng, phong ấn tiên nhân. Nhưng thế gian cũng không có tiên. Ngược lại, nghi là có sinh linh cổ thần linh. Bởi vậy, hắn liền đổi tên phong thần bảng là kiện tiền vật kia nó đi tới phía trên hỏa lần động ta, là cảnh cáo sao? Hắn thật sự còn sống, kết lòng người khó yên. Sau đó không đâu, phong thần bảng tiến vào trong huyết hoàng nhập thất sơn, cũng là buông xuống ngàn vạn đại đạo ánh sáng, bao phủ dãy núi hàng ốc, khiến cho hoàng tổng phía dưới lại sợ hãi một hồi. Không cần phục sinh cổ hoàng binh, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão tổ vương ngàn năm nhìn trăm trăm bầu trời, trầm giọng hạ lệnh, phong thần bảng đi xa, cũng không có dừng lại quá lâu kiến biến mất ở phía chân trời mờ mịt. Chính vào một ngày này, các đời bắc vực một đám vương tộc thái cổ cường đại nhất đều sợ tới mức cực điểm, khó có thể yên bình. Một quyển sách cổ hoàng kim ngang trời hiền hóa phía trên bộ tộc bọn họ. Trên đại địa mờ mịt cũng không có biết bao nhiêu tù sĩ nhân tộc đang cúng bái, quỳ không dậy nổi, mà các bộ tộc cổ tộc thì còn lo sợ không yên, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Trong đại điện to lớn của giao trì, sau khi mọi người biết được hết thầy, ngoại giới đều đã hóa đá, rồi sau đó lại tiếng người ẩm ý. Thiền hoàng tử như trúng một quyền, chính đạo thần hoàn sau đầu, xuyên được bị diệt. Đây thật đúng là một cái tát vang dội đánh hắn phát mộng. Vô thủy đại đế sống lại ư, không có khả năng ấy. Năm đó, hắn quả thật sinh ra cảm ứng, cảm thấy được dị động trên đạo đài, có người vũ hóa lại tái hiện thế gian sao? Tám vạn năm trước đây, hắn ở trong thần trứng nhưng lại cũng có một tia cảm giác cái loại khí thức kinh thiền ngày đó ngay tại cách hắn không xa. Trong đại điện to lớn, mọi người đều nghị luận lần này khí thế nhân tộc tăng vọt, các tộc đều tương đối chùa xót Nếu thật sự có một vị đại đế còn sống, tất cả các tộc bọn họ liên thủ đều cũng vô dụng. Trước khi tiến vào cổ quáng thái sơ, cầu nguyện, nhưng là nơi đó cũng cùng trước thái cổ không giống nhau, không ai có thể đi vào, đã xảy ra đại biến không có muốn người biết còn thuộc về các tộc khác sao? Các tộc ồn ảo với nhau, tất cả đều đang tranh cãi và nghị luận, đã xảy ra đại sự như vậy, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Lúc này, nếu nói ai thất lạc cùng bi kịch nhất, cũng không hề nghi ngờ là thiên hoàng tử. Hắn dùng sức nắm chặt hai nắm đấm, đột ngón tay đều sắp nứt trời. Không lâu trước đây, hắn đi vào thần linh cốc dù thuyết, nói vô thủy sớm đã chết đi, không thể xuất hiện trên thế gian này. Kết quả không quá mấy ngày, trường đầm ngang trời xuất thế, để lại pháp chỉ theo lệnh vô thủy đại đế, trấn giết mọi người của tộc này. Hôm nay, hắn lại ở trước mặt người đời nói với vô thủy đại đế sớm đã phụ hóa thành tro Kết quả, phong thần bảng lập tức bay ra, trấn áp bắc vực. Đây thật đúng là vẽ mặt. Hơn nữa, bản thân của hắn liên tục đánh bôm bốp không ngừng, khiến cho hắn còn mặt mũi nào chứ. Phổi của hắn đều sắp nổ tung. Thiên hoàng tử chưa từng cảm giác bị ngạn quất như ngày hôm nay. Hắn không thể gờ mặt thép dài một tràng đây thật sự là hai tràng bi kịch. Không hề nghi ngờ gì, điều này đã kích uy tín của hắn rất là lớn. Mặc dù phụ thần của hắn là một vị thần linh, bất tử thiên hoàng cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy. Mà trước đó không lâu, hắn bị hầu tử đè ép một phần. Thế nhưng trước sau, rồi đối lập như vậy rất rõ ràng, thanh hoàng tử thắng được một bậc, khiến cho hắn lửa giận đốt bên trong. Xa xa, đoạn đức phi thường không phúc hậu, cứ như vậy nhìn chằm chằm thiên hoàng tử, cười to không hề kiêng kỵ thiên hoàng tử này kỳ thật vẫn rất sắc bén, mỗi lần đều điểm trúng bấu chốt. Nếu không có trường lầm kinh diễm thế gian, nếu không có phong thần bảng xuất thế đúng lúc, thật đúng là sẽ bị hắn chọc ra lỗ thủng thật lớn. Lý Hắc Thủy thở dài nói. Mấy người bên cạnh đều gật đầu, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận, chỉ có thể trách thiên hoàng tử này rất xùi xẻo. Hai lần nói ra đều có lực sát thường thật lớn, thế mà lại luôn có bị kịch không rõ không ai rõ ràng hơn so với diệp phàm cùng đoạn đức vô thủy đại đế tuyệt đối không còn trên đời này nữa bọn họ đã gặp được dấu vết hắn vũ hóa vì thăng chỉ là phong thần bảng vì sao lại tự bóc ra mà nhanh như tia chớp tiến vào bắc vực uy hiếp đại cổ tộc điều này khó có thể nói được phải biết rằng thái nhai từng bước kinh hồn vô cùng một bước một sát cục có sát trận tự tay vô thủy đại đế bày ra về phần muốn bóc phong thần bảng ra lại càng khó khăn đó là tiền vật đại đế cổ luyện lại, rõ ràng là có thể phong thần. Không phải là tên đạo nhân bị trấn áp trong thánh nhai thoát khốn đó chứ. Trong lòng Diệp Phàm run lên, rồi sau đó lại lắc đầu. Hắn không phải là hắn, nếu không sẽ không giúp nhân tộc trấn nhiếp bắc vực. Thanh thể đại thành máu nhuộm vách đá, mười mấy vạn năm vẫn có rất nhiều hốc đá thành hốc máu, không khô cạn, đáng sợ vô cùng. Đó là một bước mấu chốt của Diệp Phàm trấn nhiếp. Trong kế hoạch của hắn, tới lúc vạn bất đắc dĩ sớm muộn gì có một ngày sẽ dẫn người đi bóc bảng dùng đê binh diệt một sợi nguyên thần cuối cùng của đạo nhân kia nhưng không nghĩ tới thần bảng lại tự động bay ra một ngày này các tộc bắc vực cầm như hến thật sự bị dọa cho sợ phong thần bảng đến ở trên đầu cắt qua trời cao bắc vực tràn ra uy áp đại đế cổ e ngại không e ngại là sao trong này nhất định có cái gì đó giả dối thiên hoàng tử cắn răng thậm giọng tự nói với mình nhưng lúc này ai lại nghe hắn cỡ chứ? Ở bên cạnh hắn chỉ có một mình quyền cổ cùng tiến cùng lui. Người khác đều đi bản luận đối sách. Trên đại địa Bắc Vực, phàm là tu sĩ nhân tộc đều vui mừng khôn xiết. Một mảnh xôi trào, không có tin tức gì phấn chấn lòng người hơn thế này nữa. Ở các tộc Thái Cổ, xem ra nhân tộc chính là thịt cá trên thớt, là một đám sơn dương Chờ làm thịt. Nhưng trong lòng đó lại có một con thần sư sống lại. Đây là một lần đại truyền biến nghịch thiên trong giao trì thanh địa nhân tộc đủ vốn gốc đối mặt với phản tộc năm người diệp phàm cũng thở phàm một hơi đi ra cổ điện dạo bước bên cạnh non xanh nước biếc bọn họ nhìn thấy không ít người quen tất cả đều gật đầu chào hỏi hiện nay dù các thánh chủ nhìn thấy diệp phàm cũng đều rất kiêng kỵ không dám coi thường kia không phải diều quang thánh tử sao lý hoắc thủy cất tiếng nói nhiều năm không gặp Diệu quang thánh tử đã có thêm một loại khí thức phản pháp quy chân đã không còn thanh quang sáng lạ ngày trước có, chỉ là một loại cảm giác chân thật, giống như một người bình thường có máu thịt dùng nhập trong thiên địa tự nhiên. Chưa từng nhiều lời bao giờ, hai bên chỉ gật đầu cách một cái hồ nhỏ, từ đó sát vai mà qua, ai đi đường đấy. Người kia quả là không đơn giản, đoạn đừng cất tiếng nói. Không cần hắn phải nói, mọi người đều biết diêu quang bản lĩnh phi phạm, đến nay chưa từng có người thử ra hắn rốt cuộc mạnh yếu thế nào. Chủ yếu là người này rất điệu thấp, chưa từng nghe thấy có đại chiến kinh thế. Sau đó không lâu, Diệp Phạm gặp vào lão kìm sĩ bảng vương, già nua hơn trước kia, tiếp vài phần khí phách, thêm mấy phần tàng thương và tiêu điều. Diệp Phạm tiến lên chào hỏi, đối với lão bảng vương vẫn rất khâm phục, người này hoành hành thiên hạ, lại cũng quang bình chính đại. Năm đó chưa từng bao trẻ khuyết điểm, bằng không có thể hắn không sống đến bây giờ. Tiểu bằng vương Huỳnh có tới chưa? Đã trên cách đây hai năm rồi. Lão bằng vương nhìn lá rụng điêu linh, có một chút bi thương, một tia cô đơn trong hai mắt đục ngầu càng ảm đạm hơn tiểu bằng vương huynh không còn trên đời ư Diệp vong ngẩn càng người nhân sinh thật là vô thường một yêu hùng thiên tài tính cách cường thế như vậy rồi lại ngã xuống sao năm đó kim sĩ tiểu bằng vương từng vài lần đẩy hắn vào tuyệt cảnh từng là định nhân cường đại nhất của hắn Viền thái cực hoàng kim chính là làm ra đột phá trọng đại dưới thiền yêu đồ thánh quyết của hắn so với người âm mưu quỷ kế kim sĩ tiểu bằng vương càng thêm kiên cường và trực tiếp cho tới giờ đều là huyết chiến quảng bình chính đại, chưa từng phục kích và tính kế hắn bao giờ. Một tiểu bằng vương cường thế như vậy, dự bị là một trong mấy người tiềm lực lớn nhất đông hoang, cứ vậy chết đi, có thể nói là khỏe mạnh mất sớm. Hắn quá háo thắng, vì thông qua chín đạo thiên quan do đại thánh của thiên bằng tộc ta bố trí, mạnh mẽ xông vào cuối cùng thì thất bại. Lão bằng vương thở dài một tiếng, vô cùng cô đơn, tiện đưa một người kế thừa huyết thống thường yêu nhất, đây thật sự là một đả kích nặng không thể chịu đựng. Diệp Vong không biết an ủi như thế nào, con đường tu luyện là gian nan và tàn khốc như vậy. Năm tháng thì vô tình, tiểu bằng vương tư chất ngút trời, cứ như vậy ngã xuống, khiến người ta cảm thán. Theo sự kiện vạn tộc tới gần, suốt cuộc có tổ vương thái cổ hiện thân, giao trì chấn động, chuồng thần ngân dài, mọi người đều đi ra ngoài ngành đón. Rất nhiều người phỏng đoán, nếu không phải phong thần bảng xuất hiện, chắc chắn sẽ không có tổ vương cấp bậc thánh nhân viễn cổ trình diện, bởi vì nhân tộc thật sự không có người có thể trấn áp trường hợp, có có thể kinh động bọn họ. Thánh hoàng tử ở chỗ nào, thần cho rằng có đấu chiến thánh Phật làm chỗ dựa cho các người là có thể kinh nhờn thần linh sao, dám nhục, bất tử thiên hoàng, tất phải lấy chết làm tạ tội. Ai cũng không nghĩ tới, đám tổ vương thái cổ đầu tiên chạy tới, trực tiếp khởi bình vấn tội, muốn giết hậu tử, vô cùng cường thế đây là một nữ nhân rất mỹ lệ da thịt trắng như tuyết chọc vào muốn thủng đi thân thể uyển chuyển tào nhã tuyệt đại nhưng lại vô cùng đáng sợ sau khi tiến vào giao trì thánh địa nàng lập tức tìm đến diệp phàm cùng hầu tử cười lạnh rồi nói ta mặc kệ người là thánh thể nhân tộc hay là thánh hoàng tử của bộ tộc đấu chiến dám nhục bất tử thiền hoàng sẽ phải trả giá bằng máu người cho rằng đây là nơi nào tổ vương rất giỏi sao chiếu dạng có thể sát trấn sao diệp phàm nhập vào thánh sắc tiến lên ngăn cản đường đi. Cách đó không xa, thiên hoàng tử cười lạnh, đứng trùng một chỗ với một số sinh linh cổ tộc, một lời cũng không thèm nói. Hậu tử vô cùng dứt khoát, cầm trong tay đại bổng đèn đánh rồi nói, chờ ta tới cảnh giới thánh nhân, đem toàn bộ các ngươi đánh thành mảnh vụn một lần, để cho các ngươi khỏi nói bậy nói bạ, khỏi cái gì mà thánh hoàng với lại là kiếm hoàng. Vừa nhìn là biết liền là một kẻ bao trẻ khuyết điểm. Đoạn được nói thầm, để rõ ràng là đứng ra vì thiên hoàng tử Thuần túy là khởi bình vấn tội. Nữ vương này tương đối xinh đẹp, thân thể thon thả nhẹ nhàng, trong sáng như ngọc, thất thải hà quang bao bọc thân thể, mái tóc bóng loáng mềm mại, từng bước đi tới phảng phất như một nữ thần. Ánh mắt của nàng rất sắc bén, vươn bàn tay trắng mềm, hồng hào mà chỉ hầu tử nói: "Cho dù ngươi là thánh hoàng tử thì thế nào, khinh nhờn thần linh vạn tộc thì cũng phải chết thôi." Mọi người đều câm như hến, không ai dám quyền bảo. Nàng tuy rằng yểu điệu, kinh diễm động lòng người, nhưng lại là một vị tổ vương giành phó kỳ thực, không ai có thể địch nổi. Nhân tộc lại càng không cần phải nói, lặng ngắt như tờ. Đây là một nhân vật cấp thánh nhân viễn cổ, đối với bọn họ mà nói rất cao xa, từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Hậu tử đem đại côn cắm lên trên mặt đất, mắt lửa toát ra ánh vàng, kiêu ngạo và bướng bỉnh, không chút sợ hãi. Hiện tại căn bản không có đường lui, chỉ có tự chiến mà thôi. Đòm đóm, mà cũng đòi so sánh với mặt trăng. Ta cho người một cơ hội, xin lỗi thiên hoàng thử, trước mặt các tộc sám hối với bất tử thiên hoàng. Như vậy, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không cho dù đấu chiến thánh Phật còn sống, ta cũng sẽ ra tay. Sát khí lạnh đến thấu xương, lời nói thì ác nghiệt từ trong miệng một nữ nhân diễm lệ, động lòng người như vậy phát ra, làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Để ta cúi đầu, phá đế tâm của ta, tính toán của người thật là hay. Nếu như người không chút cố kỵ vậy tới giết ta đi. Đến lúc đó, hết thảy bất tử thiên hoàng để lại sẽ là đánh thành mảnh vụn. Hầu tử không chịu cúi đầu. Lúc này chỉ dựa vào lực lượng bản thân, căn bản không thể chống đại vị nữ vương này. Chỉ có thúc thúc của hắn mới có thể chấn nhiếp. Người chung quanh đều sợ run, dựa theo tính nết của bộ tộc này, thật sự sẽ làm ra được. Còn ruột của đấu chiến Thánh Hoàng bị giết là thúc thúc ruột của hắn. Cho dù thành Phật, phòng trừng cũng sẽ hóa thành tù là một lần nữa, xuất thế huyết tẩy đồng hoàng trong mắt của nữ vương hàn quang chợt lóe vươn một bàn tay nhỏ nhắn phất về phía trước vào giờ khắc này mọi người đều kinh sợ uy áp thanh nhân thổi quét mười vương. trong giao trì hơn nửa số người đều sợ run sau đó quỳ xuống mới rồi nữ vương nội liễm khí tức lúc này một khi phóng ra ngoài căn bản không phải người thường có thể chịu đựng được, được tiếng phịch phịch không dứt bên tai ngã xuống đất một tảng đá lớn người của các chủng tộc đều có tất cả đều thân thể mềm nhũn run bần bật nơm nớp lo sợ. Đây căn bản không phải giống như đối mặt với một tấm thần máu thịt mà như đang là cúng bái một vị thần minh, ký tức khủng bố không gì sánh nổi, không có mấy người có thể đứng thẳng. Đại côn trong tay hầu tử lúc này đã bị chân bay, hai tay hắn hồ khẩu rách bươm, máu vàng tùng tóe, bộ lông màu vàng trên người đều dựng ngược. Đây là oai của thánh nhân, bàn tay ngọc thon thả kia còn không phất ra, đã khiến cho một người bước đầu trảm đạo như hậu tử bị thương nặng, miệng trào đầy máu. Ngón tay ngọc trắng mốt động lòng người, suốt cuộc cũng phất tay. Ngay cả vương giả đều thấy linh hồn rùn rẩy. Loại lực lượng này thật là đáng sợ. Một khi quét trúng đều sẽ phải thành tro. Nữ vương này như quyết tâm muốn đánh chết hậu tử. Trên mặt lạnh lùng vô cùng, căn bản không có ý dừng lại. Diệp Phạm rốt cuộc ra tay, hư không trùn rẩy từng hồi. Thánh sắc mà hắn nhập vào, hào quang vạn trượng. Hắn ở phía trước, một quyền bá tuyệt thiên địa, Tất cả hào quang cũng không phải do hắn tỏa ra, mà là thân thể hắn đang hấp thù tình khí bởi phương. Hắn không muốn lộ ra bí mật của bộ thánh thể này. Đây là một quyền cường mãnh bá đạo, chỉ với thân thể công phá quần sáng thánh nhân phía trước, tổng hướng của nữ vương. Không thể không nói, đây là một vị nữ vương đáng sợ. Cảm giác đầu tiên là không ổn, không có cứng đối cứng, mà chỉ mượn lực đả kích hóa giải một chút, lượt ngang qua ra bên ngoài. Mặc dù như vậy, ngón tay ngọc tinh tế của nàng cũng co rút một trận, bị nắm tay kia quan sát bên cạnh, máu chảy đầm đìa, sự ngón tay gãy rời. Bốn vương đều kinh hãi, tù sĩ nhân tộc là rung động nhất. Đây là có người nào chứ? Chặn đứng được một vị nữ vương, lúc nào thì có thêm một vị thánh nhân như vậy. Mọi người đều ngây dại ra, tất cả đều rất khó tin nhìn qua, ngây ra không nói gì. Người này sớm vào giao trì, lại không ai cảm giác ra thánh uy. thân thể thật cường đại, ta thật sự khinh thường các ngươi, còn có nhân vật bậc này ở đây, tuy nhiên cũng không có gì. Phía sau truyền tới thanh âm như vậy, hai nam nhân trung niên sóng vài đi tới đều rất thần võ, mặc chiến y màu bạc cùng nữ vương đối mặt Diệp Phàm Mọi người đều không dám nói gì, phía sau thiên hoàng tử lại có đám cổ vương này, đều là hộ nhân của bộ chúng của phụ thần hắn ngày xưa, quả thần cường hãn là một câu thế lực khiến người ta không thể không cân nhắc. Các vị tiền bối, đại hội lần này có quy định, không thể gây hấn động võ trong giao trì. Giao trì thanh nữ lên tiếng, Thành âm rất dịu dàng, cũng không co trúng, rõ ràng truyền vào trong tay của mỗi người. Trên vòm trời, tiền đệ lục kim tháp buông xuống những dòng khí xanh mênh mông, mỗi một sợi đều thu to như núi, trầm trọng mà nguy nga, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này người của thần tam lĩnh tiến lên rồi nói, các vị tiền bối bớt giận, hắn dù sao cũng là con của đấu chiến thánh hoàng, dù có chỗ không đúng, cũng xin hạ thủ lưu tình, cổ tộc khác cũng có người phụ họa, cầu tình cho hầu tử, sợ ba vị cổ vương này đồng loạt ra tay. Nếu như vậy, không ai có thể ngăn trở. Ta nói rồi, đầu tiên là hắn phải xin lỗi thiên hoàng tử, rồi sau đó ở trước mặt vạn tộc sám hối quỳ lại bài vị bất tử thiên hoàng. Nếu không, quyết không thể tha thứ tội chết. Bàn tay của nữ vương khôi phục, lạnh đồng nói. Trước khi mở sự kiện vạn tộc, đã sớm đạt thành nhận thức chung, không được đại chiến ở đây. Người cho rằng các ngươi có thể bao trùm phía trên vạn tộc sao? thanh nhân trong thiên địa này không chỉ có ba người các ngươi. Diệp Phạm cất tiếng nói, phải không, vậy thì đi ra giải quyết đi. Vì nữ vương này hạ quyết tâm muốn ra tay với hậu tử, đưa tay chộp về phía trước, chuẩn bị bắt hắn ra. Các người quá không kiêng để gì, Diệp Phạm tiến lên, ra tay ngăn cản. Hậu tử lại càng giận dữ, bộ lông màu vàng toàn thân dựng ngược, một lần nữa cầm gậy lên, vùng lên đập về phía trước. Nhân tộc có có được một vị thánh nhân, phải biết quý trọng sinh mệnh, bởi vì chúng ta biết cái gọi là phong thần bảng cũng chỉ là giả hai tên cổ vương mặc trên y màu bạc vía sau cười lạnh cùng tiến lên muốn đối phó với diệp phàm rất hiển nhiên quan điểm của bọn họ giống tiền hoàng tử cho rằng vô thủy đại đế đã tọa hóa trên đạo đài 8 vạn năm trước không có khả năng còn sống diệp phàm nhíu mày đây là bà vị cổ vương hàng thật giá thật mà hắn chỉ là giả nếu thật sự chống lại tuyệt đối là ôm hận hắn còn có con bài chưa lật nhưng lại không thích hợp bày ra lúc này, tương lai còn có chút tác dụng. Một con khỉ nho nhỏ, phụ thần người vốn tội ác tay trời, phá hủy đạo tràng của thần minh duy nhất vạn tộc, người cũng muốn bắn ra bọt nước hay sao. Hôm nay, cho người một bài học, cho người hiểu được hậu quả của khỉnh nhờn thần linh. Nữ vương thật là thủ dai, vừa nhìn là biết sớm có oan khí. Nằm đó đấu chiến thánh hoàng uy áp trên trời dưới đất, họ chỉ có thể nhịn, ngày nay muốn tìm lại mặt mũi trên người của hậu tử. Lúc này vạn tộc đều không dám tiến lên, tất cả đều thở mạnh cũng không dám ra. Ba vị tổ vương đối với bọn họ mà nói, giống như là thần linh vậy. Diệp phàm ra tay chống lại một trong ba vị tổ vương, thân thể công phá mấy tầng quần dáng nhưng trung quy bị lực lượng thần tắc chặn lại. Tiểu hầu tử, hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Ông một tiếng, nữ vương đánh bay đại bổng ồ kìm trong tay hầu tử, nhưng lại không gãy rơi, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là cây hùng bình năm xưa sao? Hầu tử thét dài nhưng lại không thể rãnh ra, bị nữ vương nhấc lên bay ra ngoài giao trì. Đối mặt với nhân vật bậc này, không phải thánh nhân trung quỳ không có được, không các gì còn kiến. Xem ra, ai có thể cứu người chứ? Một con hầu tử nhỏ nhỏ cũng dám bất kính với bất tử thiên hoàng. Hôm nay ta chậm rãi rút xương lột ra của ngươi. Nữ vương liên tục cười lạnh, đem hầu tử đưa ra khỏi giao trị. Có rất nhiều sinh linh đều theo ra ngoài, tất cả đều muốn xem cho đến cùng. Quỳ hay là không quỳ, sống chết do người quyết định. Nữ vương cất tiếng nói, tuy rằng kiểu diệm ướt át, nhưng lại đã có sát khí tràn ngập. Hầu tử tự nhiên thả chết như không chịu khuất phục, căn bản không có khả năng chịu thua, đó còn khó chịu hơn so với giết hắn. Diệp Vàm không thể chậm trễ, âm thầm dẫn động thồn thiền mà quán, đem thần tóc vọt ra, hóa sạch, pha vầy mà đi. Vòng qua tổ vương, giằng co với hắn, rồng về phía hậu tử. Nếu không chịu quỳ, ta đích thần đánh gãy hai chân của ngươi, cho ngươi dùng đầu chạm đất, quỳ không dậy nổi. Nữ vương nói ầm trầm lạnh lẽo, đang định động thủ. Phía sau đám người tiền hoàng tử, nguyên cổ cười lạnh, tất cả nếu không nói một lời, lặng lặng quan sát, khoe miệng mang theo một tỉa chế nhạo. Đột nhiên một cái tát vang dội vang lên, rất là đột ngột, khiến cho biểu tình của mọi người đều động lại. Trong sân không biết có khi nào xuất hiện một cô gái, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, cơ thể như ngọc, mềm mại trắng mút, mái tóc tím phiều giật, trẻ khuất một nửa tiền nhan nàng ta tát nữ vương một bàn tay kéo đầu hầu tử tử dưới đất lên hào quang chợt lóe nàng giúp hắn lau vết máu đi chữa khỏi vết thương mọi người đều ngây dại đây là người nào vừa tới để đánh một vị nữ vương thái cổ một bàn tay như vào chỗ không người như vậy bên ngoài giao trì đình tuyển róc rách cây cỏ xanh um đây là một vùng đất lành tĩnh tới cực lạ thế nhưng hết thảy đều đột nhiên kinh người cô gái này cường đại tới cỡ nào dám bàn tay cả một nữ vương dạng ra sân như vậy khiến cho người ta cảm thấy rùng động. Nữ vương cũng cảm thấy ngây dại. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người nào dám làm nhục nàng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy tiên nhan kia, nàng lại không kìm nổi trong lòng nhảy rộn. Đúng lúc này, Diệp Phạm từ giao trì vọt ra, hắn Vân khổng rõ đã xảy ra chuyện gì, hướng về nữ tổ vương chém giết. Năm tay cường mãnh khí phách, cường khí mềm mông, cắt bày đá chạy, vài ngọn núi thấp bên cạnh đột nhiên nhổ khỏi mặt đất, sụp đổ giữa không trung nữ vương phục hồi tinh thần vội vàng chặn lại phốc một tiếng một cánh tay ngó sen vỡ nát hóa thành một đoàn thịt nát rồi sau đó cả người bay ngang ra bên ngoài suýt nữa tan ra từng mảnh diệp phàm thừa thế xông lên tiếp tục truy kích một gã cổ vương mặc trên y màu bạc đuổi tới lớn tiếng quát muốn ngăn chặn con đường phía trước của diệp phàm mà khi người này nhìn thấy cô gái linh động trong sân đều ngây dại sợ run lên giống như đứa tổ vương rồi sau đó thỉnh thịnh rút lui người vẫn còn sống sao phía bên kia diệp Phạm cùng nữ tổ vườn lại va và chạm vào nhau lần này khiến nửa người của nàng vỡ ra toàn thân là máu bay ngược nữ vườn thét dài thần tắc vô lượng đánh ra ập về phía trước muốn chôn vùi diệp phàm lúc này cô gái trong sân ra tay hất nhẹ một cái thần tắc khôn cùng pháp lực ngập trời toàn bộ ngưng lại rồi sau đó tan biến lặng lặng đến lúc này thì diệp phàm mới dừng lại sau khi cẩn thận nhìn dung mạo thiếu nữ kỳ ảo trong sân hắn trố mắt nhìn trần trối là nàng vẫn còn sống nằm đó trong một khối kỳ thạch tên là huyết tế thai ở thần thành có giống một vị thần nữ lúc ấy nàng bị một cây hung binh tuyệt thế xuyên qua ngực đóng đinh trong thần nguyên bị hầu tử mới xuất thế cướp đi dĩ nhiên chính là nàng xa xa một đạo nhân trẻ tuổi xóa tóc một vị hoàng tử thân mặc chiến bảo hoàng kim chín rồng một tiểu đi cô áo trắng cũng đi tới giữa bọn họ còn có một tình hình nhỏ giống như một con phượng hoàng nhỏ bày tới bày đùi huyện lệ lóa mắt khi nó nhìn thấy thiếu nữ tóc tím ngoài giao trì lập tức gầy dại rất là mê mang trong đôi mắt to nước mắt không thể khống chế thành hàng nhỏ xuống rồi sau đó vút một cái bay ra ngay cả tiểu sinh linh này đều không rõ chuyện gì xảy ra đối với cô gái trong sân có cảm giác thân thiết khó có thể nói rõ dừng trên đầu vai của nàng thường tầm hù hù mà khóc lớn vô cùng thần nữ tóc tím thần sắc điềm đạm nhẹ nhàng vuốt con tiểu tình đình trên đầu vai ngón tay như ngọc trong suốt lóe lên sáng bóng mê người. Còn tình đình giống như tiểu phượng hoàng này, khóc rầm rĩ, hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn mơ hồ, không ngừng dùng đầu cọ cọ vào hai má của cô gái, lại vươn một cánh tay nhỏ, nắm lấy một lọn tóc của nàng, chân không không chịu buông tha, chỉ sợ là một giấc mơ. Là con thần tàm kia sao? Trong tròng mắt của Lý Hắc Thủy suýt nữa rớt ra, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô gái mỹ lệ như tiền kia, cảm giác khó tin. Năm đó khi vị thần nữ này được cắt ra ở đồ thạch vườn thần thành, thần tam liên khóc lớn không ngừng, cuối cùng ngất đi. Ngày nay gặp lại nó, nó đã biến thân mấy lần, lại vẫn không quên đi. Đây thật đúng là một con tam trọng cảm tình. Thế nhưng sinh tử đi biệt thái cổ, ngày nay rốt cuộc lại trùng phùng. Diệp Phàm cất tiếng thản nhẹ. Phía bên kia, nữ vương cùng hai tên cổ vườn nam tính vô cùng kinh ngạc rùng động. Không nghĩ tới, ở nơi này nhìn thấy một người hẳn đã chết từ sớm bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tất cả đều chậm rãi đuôi về phía sau, thần sắc rất mất tự nhiên, thậm chí còn có chút kinh sợ. Thiểu nữ tóc tím, mái tóc trà quất nửa khuôn mặt, thanh tú mà không linh, quay miệng cong lên, lộ ra một tia ý cười vui mừng, vuốt vẻ con tiểu thần tàm. Tiểu ngoan ngoan không được khóc, thật là gặp phải lại ngươi sao, khó cho người có thể lưu lại ấn ký, không có quyền mất ta. Đến lúc đó, cho người một phương thần nguyên làm phân thưởng. Nàng nhẹ nhàng cười, hàm trăng tuyết trắng sáng bóng hơn trần châu, rất sáng lạng, cuốn hút mỗi lòng của người khác đang nhìn. Chính là một tự nhân như thế, lại khiến ba vị cổ vương kiêng kỵ, chậm chạp, không dám có động tác gì, thậm chí muốn lập tức rút lui. Xa xa ba người kia đi tới, đạo sĩ trẻ tuổi tóc xóa bị người ta nhận ra, chính là thần tạm đạo nhân, vẫn dù đang ở thần thành, mà nam nhân mặc chiến bào hoàng kim chín chồng là đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh. Về phần tiểu đi cô áo trắng thì là đại hạ công chúa Hạ Nhất Lâm, cả ba người chậm chậm đi tới trong ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kinh mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.